Bố, sắp Tết rồi bố mua cho con đôi giày này bố. Em coi cái đôi giày bao nhiêu vậy? 4 triệu à. Trời ơi, 4 triệu đắt quá là tiền đâu bố mua con. Lần nào nói mua cái gì cũng không có tiền hết trơn á. Ra em coi bố người ta kìa. Con đi đâu mà sao giờ mới tới? Bố nó đâu? Rồi nó vào với bố. Mày đi nhậu về hả? Thì sao? Bảo nó ra để nó vào với bố. Cậu còn có tư cách gọi ông ấy là bố à? Trong lúc mà cậu đang nhậu nhẹt tụ tập với bạn bè thì bố cậu đang nai lưng ra làm việc để kiếm tiền phục vụ cho sự sĩ diện của bạn á. Cái thú vui nhảy nhép của cậu á, có nuôi được nổi cậu không? Anh đi đi, anh cho anh xúc phạm cái đam mê của tôi. Đam mê hả? Nếu mà là đam mê của cậu thì cậu tự đi kiếm tiền mà nuôi cái đam mê của mình đi. Và đừng bắt người khác phải làm việc cật lực để mà nuôi đam mê của cậu. Người thân vào đi. Không được gọi em nữa, tôi gọi với bố đây. Bác sĩ, bố đâu có sao không ạ? Ông ấy làm việc quá sức nên bị tụt huyết áp thôi, không sao đâu, lần sau cẩn thận là được. Ông thấy chưa? Nhờ ơn của công ty ông ban cho đó. Chú, mày im miệng đi. Chào sếp. Sếp, tối nay cho thuộc tăng ca nha sếp. À chú, mấy hôm nay chú làm việc cũng nhiều ấy. Mới là hôm nay chú làm cả ngày rồi, hôm nay chú về nghỉ đi ạ. Tôi còn làm được mà cho tôi làm gì? Thêm 2-3 bữa này đủ tiền mua đôi giày cho con. Có giày nào mà cần nhiều vậy chú? Dạ này con. 4 triệu. À dạ cháu hiểu rồi. Ok thế chú làm tiếp đi. Dạ. À chú có phải đôi này không hả chú? À dạ cái đôi này á hôm trước là con được tặng ấy mà con giờ không dùng tới. Thì coi như là con tặng cho chú để tăng ca chú nhé. Ôi đúng rồi. Đúng đôi giày này rồi. Con rồi. Ôi chú. Đôi giày của con nè. Bố à, con không cần những cái này đúng không ạ? Con chỉ cần bố mặt khỏe hơn con là được rồi bố. Giờ có em ở đây thì con về trước chú nhé. Anh à, xin lỗi anh. Cảm ơn anh vì mọi chuyện nha. Nhớ chăm sóc ông ấy cho tốt nha. Nếu mà ông ấy có chuyện gì á, anh sẽ tìm em đó.